Alo. Ừ, dạ, có phải Loan không ạ? À, đúng rồi. À, chị Loan. À, ý là em cũng mới có con cháu giới thiệu chỗ chị á, trị mụn á chị Loan. Ừ. À, con bé em nó mới vô lớp 9 mà nó mụn nó nhiều quá kìa. Ừ. Giờ em muốn chị em chở em qua đi, cái chở em qua để xem thử rồi. À, chở qua chỗ Hoàng Diệu chị hả? Đúng rồi, đúng rồi. À, ý là ngày mua chị cũng ở đó không? Thì cứ qua gọi trước cho nó chắc á. À, lúc mua qua là em gọi chị. Ok ok. Dạ, ý là chị làm cho bé nghe. Ừ. Dạ, rồi ý vì em thời gian mua mà em thấy nó không bận học cái em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, rồi em chào chị nghe. Ok. Dạ. Câu nó gọi tới mới đã toàn số nó thâu không đụng hàng. Số không chị không cần lưu luôn thì cái số nó quá rất là lưu gì nữa, không lưu cũng nhớ nữa. Nhưng mà giờ chờ đi qua Mỹ em biết. Đi qua Mỹ để lại gia dùng. Nướng đi ăn lùng này chứ. Thôi mệt ghê. 12 tưởng tượng. Cho chị xíu bông nước muối em ơi. Mắt liền đỡ chị Ly. Đỡ gớm chưa? Đầu luôn rồi chị. Con bạn còn đang sưng. Dạ, còn đang sưng. Tháng kìa. Tao nói lố lên 3 tháng cho mày đỡ đầu tiên. Bay rồi.
khi mà mũ không. Bắn tà la. Thúy nghỉ thứ năm thứ sáu. Thúy Oh, no, no, no.